Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời quý thầy cô ngồi. Như vậy là hôm qua khi vừa rồi ta bàn nhau đến đâu rồi, ta thảo luận đến đâu rồi? Niết bàn của Phụng Nguyên Thủy Phật Giáo hả? Niết bàn Đại Thừa hả? Như vậy ở đây chúng ta biết cùng là Niết bàn, mà Nguyên Thủy ta có cái khái niệm về Niết bàn cũng độc đáo. Nguyên Thủy ta có ba cái định nghĩa về Niết bàn. Niết bàn là về luân lý, ở cái trạng thái luân lý, trạng thái tâm lý và trạng thái siêu hình. Quý thầy cô học rồi, không có việc gì nữa, bây giờ nhìn cái đó tôi nhắc lại thôi. Đó là cái cách định nghĩa. Trạng thái luân lý đó là gì? Trạng thái luân lý đó là những cái điều mà tránh điều ác, làm điều thiện, cả đó là Niết bàn. Vì Niết bàn ở đây người ta đồng nghĩa với một cái cảm giác hạnh phúc, một cái cảm giác an lạc, mà nhờ lý ác, lý bất thiện pháp mà cái cảm giác an lạc xuất hiện. Thành ra ở đây là gọi là Niết bàn luân lý, ở trạng thái luân lý. Và luân lý ở đây quý thầy cô biết, ngày xưa ta dùng chữ luân lý thì ngày nay ta dùng chữ đạo đức, đó không có gì thay đổi. Ngày xưa ta dùng chữ luân lý và ngày nay ta dùng chữ đạo đức, nó thuần túy. Thứ hai là tâm lý. Niết bàn là một cái tiến trình tâm lý. Ví dụ như tâm tự hỷ lạc nhất tâm, đó là một tiến trình tâm lý. Thì dù nó xảy ra trong mình á, nó cái hỷ nộ ái ố, đó là một tiến trình tâm lý. Nó đi ngược với cái tiến trình tâm lý thuần, đó là gì? Hỷ lạc. Cho nên nó trong năm cái thiền chí của sơ thiền, đó là một cái trạng thái tâm lý. Và trạng thái tâm lý này nó được sinh khởi do vì cái này không có mặt là gì? Năm thiền cái nó không có mặt, năm thiền chí nó, năm thiền chí nó xuất hiện. Và năm thiền chí này nó cũng là những cái pháp nó hữu vi. Trong thiền cái cảm trạng thái tâm lý này nó có lạc, nhưng mà lạc này nó vô thường. Cho nên quý thầy cô nhớ có hai câu mà Tông Ni Dhammadani khi mà hỏi về cái gì là sự nguy hiểm của khổ thọ, cái gì là nguy hiểm của lạc thọ, quý vị nhớ chưa? Ăn sáng chưa? Cái gì là nguy hiểm của lạc thọ, khổ thọ? Đối với khổ thọ tồn tại là sự nguy hiểm, và lạc thọ vô thường là sự nguy hiểm. Mà các cái cảnh giới, các cái thiền tâm trong các thiền định nó vô thường. Tâm tự hỷ lạc nhất tâm nó khởi lên, nhưng mà sau đó nó biến mất, thì ra nó vô thường. Vì vậy ở đó, nhưng mà cái đó gọi là một cái trạng thái, một cái tiến trình tâm lý. Và cái đó trong thiền của Nguyên Thủy họ gọi là gì? Niết bàn ở cái trạng thái tâm lý. Và cuối cùng là trạng thái siêu hình. Chỗ này thì nó không có ngôn ngữ, chỗ này là vượt quá ngôn ngữ, không thể thể hiện được. Bây giờ chúng ta đi vào Niết bàn. Niết bàn là lý tưởng chung của Phật giáo, là cảnh giới tuyệt đối vắng lặng, không có phiền não. Đây là Niết bàn, đây là Niết bàn về siêu hình. Mình đang nói cảnh giới Niết bàn của siêu hình. Và Niết bàn của các bộ luận, ở đây có một số bộ luận chúng tôi đề ra. Thứ nhất là cái bộ Kathavathu. Kathavathu là cái bộ này, năm bộ nằm trong cái luận tạng của bộ phái. Niết bàn như hiện hữu, trường cửu, bất sanh, bất diệt và vượt ngoài mọi diễn tả. Niết bàn nó vượt qua ngôn ngữ, nó tồn tại, không sanh, không diệt. Niết bàn là nó không bị chi phối bởi vô thường, nó không bị chi phối bởi hữu vi hay vô vi. Ở đây là Niết bàn người ta không nói, mà ta nói là nó hiện hữu trường tồn. Đó là cái quan niệm Niết bàn của Kathavathu. Vô vi Sudumagga là thánh tịnh đạo luận của ngài Buddha Gosa. Thì ngài Buddha Gosa giải thích rằng Niết bàn được diễn tả như là diệt cổng cáo ngã mạn, gột sạch tham ái, chấm dứt sinh tử trong ba giới.
Vậy ở trong câu này không là nói lên mấy cảnh giới, mấy cái trạng thái của Niết Bàn. Trạng thái đầu tiên là trạng thái về luân lý, trạng thái thứ hai là trạng thái tâm lý, và trạng thái thứ ba là trạng thái siêu hình. Ở trong câu này không, nó đã diễn tả được ba trạng thái. Đó là của ngài Buddha Gosa. Niết Bàn là nó đi từ chữ Vana, chữ này đồng nghiệp với tăng tha ái. Được gọi như vậy vì Niết Bàn hành sự làm trợ ngại bốn loại sanh, năm thú, bảy đời sống tâm thức, vân vân. Đây là phương diện an tịnh của Niết Bàn. Cái này là cái định nghĩa của ngài Buddha Gosa trong Visuddhimagga. Niết Bàn là chân lý siêu trần, khó thấy, bất diệt, vĩnh cửu, bất khả tư nghi, bất tử, an lạc, an tịnh, tuyệt diệu, trong sạch, vân vân. Thì cái này là diễn tả ở cái trạng thái giống như nguyên thủy, đó là Niết Bàn ở trạng thái siêu hình. Vậy thì quý thầy cô nhớ rằng là khi mà nói đến là trừ diệt cộng cáo ngã mạng, diệt những bất thiện pháp, cái đó là nói đến cái trạng thái Niết Bàn mà nguyên thủy họ gọi là trạng thái luân lý đạo đức. Còn khi vào mà chứng được những cái, khi có những cái cảm giác thiền chi trong những cảnh giới thiền định, thì cái là cảm giác mà theo nguyên thủy, đó là trạng thái tâm lý, và siêu hình là tâm linh. Chúng ta đi vào Niết Bàn của Adam Abhidhammakosa. Abhidhammakosa là cái này quý thầy cô học rồi đúng không? Cô xả luận. Cái này là thầy giặc hiệp giải phải không? Niết Bàn là vô vi pháp. Khác với quan điểm của kinh bồ, Niết Bàn là một kết quả do con đường tạo ra. Theo câu xả, vô vi gồm trạch diệt và phi trạch diệt. Trạch diệt ở đây là đoạn từ các tùy miên và các hiện hữu đã tạo tác ra và sự bất sanh của các tùy miên sau này, và phi trạch diệt là sự không hiện hữu. Đây là định nghĩa của câu xả luận. Vậy trong này, trong cái định nghĩa này nó cũng mang hai cái lãnh vực. Thứ nhất là trạch diệt, đó là ở các cái trong này nó mang hai cái cấp độ của nguyên thủy, ta nói đó là luân lý và siêu hình. Luân lý là trạch diệt và siêu hình là vô trạch diệt. Và trạch diệt như là sự bất sanh của tham ái trong tương lai nhờ tuệ, và phi trạch diệt là như sự bất sanh của khổ đau trong tương lai, nghĩa là có một đời sống do sự diệt tầng tham ái chứ không phải do trí tuệ. Mà khi mà nói diệt tầng tham ái thì theo nguyên thủy là Niết Bàn, ái diệt là Niết Bàn. Ở chỗ này thì cái bộ này, vì cái bộ câu xả này, Abhidhammakosa này là do ai tác? Vasubandhu. Vasubandhu ngài trước đó là ngài là người một trong những cái xem như là giáo chủ của Nhất Thiết Khẩu Bộ. Ngài viết ra cái bộ này. Và sau khi ngài gặp Asanga tức là thể thân, từ đó ngài đi theo đại thừa và ngài xiển như đại thừa. Chứ trước đó là ngài là một trong những người mà có công rất lớn với Sarvastivada. Ngài cực kỳ giỏi, và Phật giáo Ấn Độ thời đó gọi ngài là Thích Ca đệ nhị, Thích Ca thứ hai đấy. Bây giờ Phật giáo đây là, đó là những cái quan điểm của các bộ luận. Đây là ba bộ luận tôi đưa ra. Thứ nhất là Kathavathu, thứ hai là Visuddhimagga, và thứ ba là của Adhammakosa. Ba bộ luận này là quan niệm Niết Bàn của bộ phái. Khi hồi mình nói quan niệm Niết Bàn của nguyên thủy thì gồm có đạo đức, luân lý, tâm lý và siêu hình. Qua ba bộ phận này thì nó có ba cái nhìn, nhưng mà nó cũng không đi ra khỏi ba cái quan điểm của nguyên thủy, nhưng mà nó có cái chi li hơn. Bây giờ chúng ta đi vào đại thừa. Đại thừa, cái Niết Bàn của đại thừa là gì? Tích cực hoạt động, đó là đại nguyện cứu độ chúng sinh, vĩnh viễn hoạt động mà không nhiễm trước. Niết Bàn đại thừa gọi là vô trụ Niết Bàn. Niết Bàn đại thừa là mang một cái gì đó nó rộng lớn, nó tích cực hơn. Thường khi ta nghĩ đến Niết Bàn ta nghĩ đến chữ tiêu cực, nhưng mà như chúng ta đã bàn với nhau rồi, Niết Bàn không phải là một cảnh giới tiêu cực như thế. Chỉ còn tuy nhiên cái đại thừa người ta xiển dương, bởi vì quá quá trình nó bị đình trệ về cái tư tưởng này, cho nên đại thừa ta xiển dương cái tư tưởng này với một cái không khí mới, với một cái ngôn ngữ, với một cái cách phân tích mới, và làm cho trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn có thể chứng đắc Niết Bàn được, vẫn có thể vừa phục vụ mà vừa chứng đắc Niết Bàn được. Ví dụ như trong kinh, không tôi không nhớ biết, trong kinh Lăng Già hay kinh Viên Giác, tôi không nhớ, lâu quá tôi không có
chúng ta thường ra vào trong cảnh giới niết bàn. Chúng sanh vừa thường đi ra vào trong cảnh giới niết bàn. Câu đề nói cái gì? Chúng ta có những lúc chúng ta chứng đắc được, chúng ta đạt được cái đại tận, chúng ta đạt được cái thù diệt. Thì lúc mà ai diệt là niết bàn, thù diệt niết bàn, lúc đó là chúng ta đang ở trong niết bàn. Nhưng mà cái thời gian trụ của chúng ta nó không còn lâu. Sau đó thì cái tập quán đó sinh lại, cho nên chúng ta ra, chúng ta vô, ra vô. Đại thừa là như thế. Cho nên cái cách mà đại thừa người ta phát triển á, thì để niết bàn này ta làm thế nào để cho cái tinh thần niết bàn này nó đi vào trong cuộc sống, mà nó không phải là một cái cảnh giới để hướng về cái tích cực như vậy. Quan điểm của bây giờ chúng ta đi vào trong những bộ kinh một chút. Quan điểm niết bàn của kinh Pháp Hoa: niết bàn là sự chứng ngộ bình đẳng tánh của tất cả các pháp. Đây là niết bàn của Pháp Hoa, bình đẳng tánh. Các pháp là vô ngã, các pháp là do duyên sinh, cho nên không cao thấp, không uế tịnh. Nhớ rằng tôi cũng nhắc lại một chút là Pháp Hoa, cái cốt tùy của Pháp Hoa, mà theo cái sự nghiên cứu của nhiều học giả thì tư tưởng này cũng đặt trên nền tảng của bố Bát Nhã. Do vậy mà khi nói đến Bát Nhã là nói đến gì? Không, duyên khởi. Và tôi cũng đã có một lần nói với quý cô rồi, là cái câu mà trong Pháp Hoa có thể xem như là tư tưởng chủ đạo về cái triết lý của Pháp Hoa: chư Phật lượng túc tôn, trí pháp thường vô tánh, Phật chủng tùng duyên khởi, thì cổ thuyết nhất thừa. Đây là câu mà trong Pháp Hoa, đúng không? Có nhớ không? Ai học được cái này nhớ không? Và cả đó là trung đạo, cả đó là trung luận. Bạc bất là gì? Vừa rồi quý vị, bạc bất là gì? Bất sanh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn. Vì đó nắng thiết thì nhân duyên, thiền diệt chứ thì luật. Cho nên duyên khởi, Phật chủng tùng duyên khởi. Và chỗ này các cái giáo lý nên có một cái sự gì? Quý thầy cô biết là có một cái sự gọi là thông hồi với nhau, cộng thông với nhau. Và như chúng ta khi vừa rồi quý thầy cô có viết cái sự khác nhau, tôi có ra cái đề là cái đặc thù của Phật giáo Nguyên Thủy và các bộ phái sự khác nhau là gì. Thì ở trong đó tôi cũng có nhắc quý cô là có hai cái phương pháp nghiên cứu, một phương pháp là diễn dịch và phương pháp là quy nạp. Quý thầy cô học ở đó chưa? Trong nghiên cứu mà. Và nếu như bộ phái nó dùng một phương pháp để nó tiếp cận sự thật, nó nghiên cứu, thì Nguyên Thủy họ dùng một phương pháp. Và hai phương pháp đó là đại như là cái cách để cho mình có thể nhìn một cách gọi là một cách tương đối. Thì bộ phái ta dùng cái phương pháp gọi là phương pháp quy nạp, còn Nguyên Thủy là phương pháp diễn dịch. Mà ngày nay là hai phương pháp đó là hai phương pháp gọi là trụ cột của khoa học, của nghiên cứu. Và tất cả các cái, phải nhớ rằng cái triết lý của Phật giáo nó cũng nằm đến cái hệ thống tư tưởng, chứ không phải là mình nói khốc sắc không lắm. Còn cái logic học, cái logic học của Phật giáo nó khủng khiếp lắm. Vì thế có học lý logic học chưa? Epistemology chưa? Epistemology là nhận thức luận. Mà tôi nhớ môn đó là sư cô Huyền Tâm dạy. Sao lại trường dạy hả? Epistemology hả? Và đó là một trong những môn khó cực kỳ, và tôi không dám nói thiệt, tôi không dám dạy môn đó, nó khó quá. Và khó đó, môn đó mà muốn dạy được là phải giỏi cái nhận thức luận của Tây Phương. Còn phải có những cái môn, thí dụ như mình dạy về luận học, về luận là mình phải biết về tâm lý học, không phải đơn giản. Nó ví dụ như quý thầy có biết cái môn về cái luận tàng của chúng ta, người ta gọi là gì? Cái Abhidhamma Pitaka của Phật giáo nó gọi là gì? Luận là tâm lý học Phật giáo. Tâm lý học Phật giáo. Cho nên cái tâm lý học Phật giáo thì nó có cái liên hệ với cái tâm lý học cuộc sống, tâm lý học thế gian. Và cái Abhidhamma này, là ở cái mạng đầu, tức là ở cái phần đầu của Abhidhamma ngoài cuộc đời,
nó giống với phần đầu của Abhidhamma của Phật giáo. Nghĩa là cái Abhidhamma là tâm lý học, thì là phân tích con người, tâm lý con người, phân tích từ lúc nhỏ cho đến chút lớn. Ở ngoài đời họ phân tích như thế. Vì thầy cô đi vào tâm lý học, người ta sẽ phân tích từ cái tâm lý đứa trẻ khi mở ở trong bụng mẹ cho đến lúc nó bắt đầu nó bào thai, cái tâm lý nó phát triển thế nào, cho nên lúc bắt đầu là sinh ra 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, cả đó là tâm lý học. Những cái hành vi cử chỉ thì Đức Phật ngài cũng phân tích như vậy. Nhưng mà cái phần mà tôi được biết sâu hơn ở Phật giáo đó là cái phần tâm linh, thì ở cái tâm lý học ở ngoài họ không có. Cho nên muốn dạy tâm lý học là phải có cái giỏi về tâm lý học thế gian. Để tôi nói tức là nói theo quan điểm của tôi, và đương nhiên nhưng là có thể các quý thầy họ có quan điểm khác. Nhưng mà những cái môn thì duy nhất môn nhận thức luận là một trong những nhân văn. Tôi nhớ cái khóa thạc sĩ trước á, giáo sư Lê Minh Thạc có mời một cái ông tiến sĩ bên Mỹ về dạy cho cái khóa thạc sĩ, mà gọi là một cái môn mà tôi cho là cực hay, đó là tư duy phê phán, critical thinking, cái môn cực kỳ hay, tư duy phê phán. Và cái tư duy phê phán này là cái đặc thù của Phật giáo, một trong những cái tinh thần mạnh của triết lý Phật giáo mạnh là tư duy phê phán. Và ở đây mình thiếu cái tinh thần này, cho nên là trở lại cái vấn đề của chúng ta là những cái giáo lý Phật giáo nó đều có cái hệ tư tưởng, nó có cái cách lập luận, chứ không phải chúng ta nói nghe mà nó tách về cuộc sống. Đó là cái pháp hoa thì cho niết bàn, là khi mà chứng ngộ được sự bình đẳng của các không tánh của các pháp thì lúc đó là chứng niết bàn. Bạc Nhã đó thì quan niệm rằng Bạc Nhã và Lăng Già thì niết bàn là sự không phân biệt giữa hai pháp tục đế và chân đế. Đi vô cái thế giới và vô phân biệt tục đế và chân đế thì lúc đó là chứng niết bàn của Lăng Già và Bạc Nhã. Mấy cái này là cực kỳ khó hiểu, phải không? Tuy nhiên cái đây là những cái cảnh giới của niết bàn siêu hình nói theo Nguyên Thủy. Vì vậy ở chỗ này là cần phải hành trì, mà chúng ta chỉ giải thích ở mức độ nào đó thôi. Chứ còn mà giải thích đến cái chỗ mà gọi là cái thực, cái bản chất của niết bàn thật sự thì rõ ràng là ở trong cái tâm của mình đang còn những cái sự phân biệt giữa cuộc đời này, cuộc tục đế với tục đế, mình phân biệt tùm lum, chứ đừng nói tục đế với chân đế nha. Thành ra cái này là tôi cũng cố gắng làm vậy thôi, chứ còn nhưng mà tôi vẫn thấy rằng là ở đây là thấp thoáng những cái tư tưởng của Nguyên Thủy ở đây, những cái ý niệm về niết bàn Nguyên Thủy. Sự nhận thức hay được biết trong thế giới này sự thật là chỉ là một ảo ảnh của tâm trí. Nếu ai nói đến niết bàn hay sự chứng ngộ niết bàn, người ấy tưởng tượng do kiến thức khuyết điểm của mình. Sự thật đều do vọng tưởng của mình, không thể có sự nhập hay xuất của bất cứ cái gì cho đến nhất thiết pháp như thật tánh. Ở đây cái phần này, cái vị này lập luận về niết bàn. Ở chỗ này là niết bàn nó không phải cảnh giới. Muốn nói đến cái chỗ niết bàn không phải cảnh giới, niết bàn không là gì cả, cho nên không thể nói niết bàn là gì. Đó là điều thứ nhất mà cái đoạn này ta muốn nói. Cái điều thứ hai, không thể nói nhập niết bàn hay là chứng đắc niết bàn. Vì nhập niết bàn hay chứng đắc niết bàn, cách nói đó cũng là cách nói do cái ảo tưởng của tâm trí mà ra. Vì cảnh giới về niết bàn không phải là cảnh giới, cho nên không nhập và không xúc được. Và chỗ đó là thực chứng. Chỗ đó là khi nào cái tâm mà đạt đến cái chỗ là vô phân biệt, nói theo Pháp Hoa, cái chỗ đó là không còn phân biệt giữa tục đế và chân đế, nói theo Bạc Nhã và Lăng Già. Và lúc cái chỗ không phân biệt, không thấy là gì cả, thì chỗ đó gọi là niết bàn. Ở ngang đây tôi nhớ lại một câu của Kinh Trường Bộ và rất là thú vị, để thấy rằng cái sự liên kết giữa Nguyên Thủy và Đại Thừa. Khi Bà La Môn biết Đức Phật chứng đạo, tôi hỏi Đức Phật một câu: Thưa Sa Môn Cù Đàm, sau khi ngài chứng đạo, ngài thấy thế giới này thế nào? Sau khi ngài chứng đạo, ngài thấy thế giới thế nào? Thì Đức Phật không trả lời liền câu nói, là Đức Phật nói thế này: Sau khi ngươi chứng đạo, ngươi thấy thế giới thế nào?
ngươi thấy thế giới này thế nào? Thì Bà La Môn nói sau khi mà tôi chứng đạo, tôi thấy thế giới này bất tịnh. Bởi vì mình chứng đạo thì mình thanh tịnh, còn những người này là chưa chứng đạo nên bất tịnh. Nhưng mình chứng đạo là mình bậc thánh, cho những người này là phàm phu. Cho nên giữa cái tục đế và chân đế nó còn một cái sự phân biệt, và chính phân biệt nó là chia rẽ thực tại. Thì Ngài nói rằng sau khi ta thanh tịnh, ta thấy thế giới này thanh tịnh. Vậy thì ở đây chân đế và trục đế Ngài đã vượt qua, không còn cái sự phân biệt. Mà tư tưởng này, tôi nhắc lại cái này để quý thầy cô thấy rằng là nếu Niết Bàn của Bát Nhã và Lăng Già nói rằng không còn sự phân biệt của chân đế và trục đế, thì một câu nói của kinh Trường Bộ, sau khi ta thanh tịnh, ta thấy thế giới này thanh tịnh. Ở đây không hề có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Hãy trở lại Bát Nhã một chút mà được mình nói đó, thì chư pháp không tưởng, Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tưởng, không sanh, không diệt, không cấu, không tình, không tăng, không dạo. Vậy cái này để nói cái gì? Nói đến cái chỗ là gì? Không còn phân biệt giữa chân và tục đệ. Cái này cái thầy cô thấy, đây là Bạc Nhà, đó là Phá Khoa. Và ở đây mình thấy có một cái sự liên kết tư tưởng từ cái kinh gốc, từ cái kinh, những lời Phật dạy. Và từ những cái chỗ này thì mình mới thấy rằng là cả học giả ta rất nghiêm túc khi ta nói rằng trong đạo Phật không có cái gì là cái sáng kiến sáng tạo, và những gì có vẻ như thế đã ẩn hiện trong những cái lời của Đức Phật dạy. Và đây là một cái điều mà quý thầy cô phải lưu ý để cẩn trọng khi tiếp cận đi cái gia. Ví dụ vừa rồi có một cái câu trả lời của một vị học giả, có một cái người mà cũng khá nổi tiếng, chắc quý thầy cô biết, tôi không tiện nói tên, tôi đọc bài báo đó. Thì họ nói về quan điểm của Mật Thừa, Kim Cang Thừa, và trong đó họ có những cái họ thấy rằng là họ nghi ngờ. Thì cái vị đó viết đến báo việc đó này thế này này: muốn biết cái gì, muốn biết so sánh, muốn so sánh, muốn biết cái tư tưởng nào được hay không, hãy trở về với kinh Tạng, với bộ kinh Tăng Chi Bộ, đối chiếu với Tăng Chi Bộ, xem thử trong đó Đức Phật còn nói hay không. Mà nếu Đức Phật không nói thì vấn đề của người khác nói là có vấn đề. Và đây là một vị học giả tôi đánh giá cũng khá cao, và nghiên cứu khá xuất sắc, khá tốt, và rất nhiều bài báo để lại trên đấy, còn nhiều bài học. Và cái vị này lại phát triển. Vì nhưng tôi lại thấy vị này ngày xưa ông còn học Đại Thừa, bây giờ ông cũng phát triển, ông cũng nói như kiểu là trở về với kinh Nguyên Thủy. Tôi nói như thế để quý thầy cô suy nghĩ. Tôi đưa cái khái niệm của Bạc Nhã, tôi đưa khái niệm của Lăng Già, tôi đưa khái niệm của Pháp Hoa, rồi tôi đem một cái câu Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh để tôi nối kết. Thì cái cách triển khai về cái tư tưởng nó có khác nhau, nhưng mà trong đó có một sự cộng thông về tư tưởng. Cái phân tích, cái cách phân tích có khác nhau, nhưng mà tư tưởng nó có một sở chỉ học. Ngài Long Thọ, Long Thọ là quý thầy cô Nagarjuna mình vừa thấy đó phải không? Đó. Thì ở đây Long Thọ Ngài là viết cái bộ gì? Tác giả của Trung Quảng Luận. Và nhớ Trung Quảng Luận cũng nói về không tánh. Vậy thì Bát Nhã cũng nói về không tánh. Nhưng mà Ngài Long Thọ Ngài lại có cái cách để triển khai cái tư tưởng này ra. Và nhớ rằng có cái mới, có cái khác, nhưng mà không phải bất đồng. Lưu ý là như thế đó. Bởi vì Long Thọ, nếu như mà Trung Luận không có cái đặc biệt, không có cái khác Bát Nhã, thì Trung Luận làm sao mà có thể phát triển tồn tại được. Cho nên, nhưng mà nếu bảo là Trung Luận không có đi theo cái tư tưởng truyền thống của Bát Nhã thì cái đó cũng không đúng. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng để làm sáng tỏ thêm thì Ngài Long Thọ thế này: Niết Bàn là sự diệt, sự diệt của các phiền não. Ngài nói là Niết Bàn là sự diệt các phiền não của các uẩn là một sự ngộ nhận. Vì nếu phiền não và các uẩn là sự thật, sự vật có thật, thời làm sao có thể trừ diệt được. Ở đây, nếu ai nói Niết Bàn là sự đoàn diệt phiền não, sự đoàn diệt các uẩn, mà
Thế Ngài nói như vậy là ngộ nhận. Bởi vì nếu mà hai cái này mà nó có thật thì không diệt được. Và hai cái này nó do duyên sinh, cho nên là không có thật. Và vì nó không có thật cho nên không cần. Đó cái cách chuyển hóa. À, có thể chuyển hóa hoặc là chuyển hóa cái nhận thức khác, bởi vì cái đó là nó do duyên được khởi và nó không có cái bản ngã, nó không có bản chất, cho nên mình cần phải chuyển mà mình chuyển hóa. Thì vô trong kinh Trung Bộ nó có một cái bài kinh gọi là kinh Song Tầm, nhớ không? Song Tầm là gì? Khi có một cái tư tưởng nó khởi lên làm mình phiền não thì đừng cần phải diệt nó, không cần phải nghĩ tới đó mà nghĩ đến một cái chuyện khác, lấy một cái tư tưởng này, lấy một cái này để thay một cái khác, cái đó mình không cần phải diệt chi hết. Chuyển hóa, thay đổi, lấy một cái nếm này để đóng một cái nếm khác ra. Và cái cách đó quý thầy cô, ở đây thêm một lần nữa tôi nói kết cho quý thầy cô biết cái cách mà các ngài họ vận dụng từ Nguyên Thủy qua Đại Thừa cực kỳ thông minh. Và cái ngôn ngữ của Đại Thừa nó cực kỳ sắc bén. Và cái điểm mà cần phải lưu ý đó là cái Đại Thừa nó gọi là gì? Nó đáp ứng được cái trí thức của thời đại, những cái khát khao của thời đại, những cái nhu cầu của thời đại. Nhưng mà nó không rời khỏi những cái căn bản, những cái lời dạy của Đức Phật, những cái triết học của Đức Phật đã dạy trong cái kinh tạng mà thời mà Nguyên Thủy. Đây là cái điều mà chúng tôi cố gắng để nói với quý thầy cô. Mà vì như thế cho nên ở đây chúng ta mới biết Đại Thừa gọi là gì? Sanh tử tức Niết Bàn, phiền não tức Niết Bồ Đề. Đó, những cái đó là những cái chúng ta thấy cái tư tưởng của Đại Thừa hay vô cùng. Cho nên đừng đi tìm Niết Bàn đi, đừng đi tìm chỗ một thế giới một cả, hãy ở đây mà chứng đắc Niết Bàn tại chỗ này. Sống ở đây, đừng bỏ thế giới này mà đi. Đừng có nói thế giới ta ba là khổ, đau là từ từ đó là ba. Mình vất cái thế giới này mà ngồi đây mà đi hướng về một cái thế giới nào đó, quá khứ công tri tìm, tương lai không ước vọng. Trời ơi, hay vô công tật. Sống với hiện tại. Ở đây có những cái mà tôi cứ gọi là phân tích để quý thầy cô tự suy nghĩ. Cho nên ở đây cái không tông tức là Trung Quảng họ mới nói là không có gì bỏ, không có gì đắc, không có gì được, không có gì mất, không có gì sanh, không có gì diệt. Ở đây mình biết rằng cái này thật sự ra thì nói đây là con cổ Trung Quảng. Nhưng mà bạc nhã là gì? Bất sanh, bất diệt, bất cổ, bất tình, bất tăng, bất giảm. Vậy câu cuối cùng là gì? Vô sự đắc cổ là nương vào cái không có sợ đắc gì cả. Mà các vị Bồ Tát chứng trí tuệ bạc nhã. Cho nên là bây giờ mình hằng ngày không cần phải đắc. Không cần phải đắc phải không? Bởi vì đắc là chấp. Mà chấp là khổ. Quý thầy có bây giờ đừng cần phải đắc phải không? Đừng cần phải đắc là đừng cần phải đậu. Ở đây mình nói một chút cho vui. Chứ còn ở đây quý thầy có biết rằng là gì? Bây giờ buông bỏ xuống là Niết Bàn. Niết Bàn là buông xả. Niết Bàn bởi vì cái khổ của mình là bởi vì nắm. Cho nên không có cái gì nắm thì tự nhiên là không khổ đau. Mà chúng ta thường nói về nhau, vì sao khổ? Vì chúng vì ái mà khổ. Vì ái mà khổ. Mà ái ở đâu? Ái của cô hay ái của tôi? Vì mình mà khổ. Và cái khổ nó bắt buộc từ ái. Vậy thì cái bây giờ chuyển hóa cái ái đó thành ra gì? Vô ái. Hay là từ cái ái đó mình chuyển qua lòng từ, tự nhiên là nó hết khổ. Ở chỗ này là những cái tư tưởng này mà tôi thấy rằng là Nguyên Thủy và Đại Thương có nhiều cái đặc biệt. Bây giờ chúng ta đi vào cái tư tưởng là nguyệt xứng. Niết Bàn không phải là để đoàn trừ như tha mãi, không phải để chứng ngộ như thánh quả, không phải vĩnh viễn như thực pháp. Đặc tánh của Niết Bàn là bất sanh bất diệt. Đặc tướng của nó là không chấp nhận mọi diễn tả. Niết Bàn chỉ có thể chứng ngộ khi nào mọi hỷ luận, nghĩa là mọi cố gắng để phân biệt hay định nghĩa chấm dứt. Do vậy không có gì giữa sai khác giữa Niết Bàn và luân hồi.
Niết bàn không đòi hỏi sự đoạn trừ nào cả, niết bàn là sự biến mất đi hoàn toàn mọi tưởng tượng của tâm trí. Vì mình nói câu này mình nghe mình nhớ câu liền. Câu là gì? Các quý thầy có học duy thức rồi phải không? Câu đó gì? Tam giới duy tâm và hàng pháp duy thực, và tất cả cái đồ này là do tâm nó biến hiện, phải không? Mà tâm biến hiện nó là huyền ảo đấy nè, nói phải không? Vì vậy theo nguyệt xứng ở đây không có cái gì để chứng để đắc, không có gì chừng nào những cái hỷ luận, những cái ảo tưởng của tâm mà nó dừng lại thì chừng đó là niết bàn nó xuất hiện. Hay nói rằng, nói mình nói thêm một cái nghĩa cho nó rõ hơn, khi nào ánh sáng nó còn mặt thế bóng tối nó biển mặt. Đây là cách mà năng lực sống Lăng Già, Lăng Kavatara cần lưu ý rằng các nhà duy thức với đồng ý với tư tưởng của Trung Quảng về sự ảo ảnh của sự vật ở đời và tánh bất nhị của luân hồi và niết bàn. Tuy nhiên có một số khác biệt giữa duy thức và Trung Quảng trong sự cố gắng để tìm sự liên hệ giữa cá nhân và cái tuyệt đối. Duy thức, đây là Trung Quảng Tông và Duy Thức Tông là hai trường phái tư tưởng lớn của Đại Thừa đầu tiên. Hai trường phái tư tưởng lớn của Đại Thừa đó là Trung Quảng và Duy Thức. Khi nói đến Đại Thừa là phải nói đến hai cái trường phái này đầu tiên. Và hai trường phái này nó có hai cái cách tiếp cận chân lý. Trong sự nỗ lực này, các nhà duy thức xác nhận tuyên bố chỉ có tâm Chitta Mantra hay là thức Vinaya, tâm thức hay nói hơn là Lại Gia thức, nguyên vốn là thanh tịnh, nhưng sau khi bị nhiễm trước bởi tà kiến và bị phân chia thành cái tôi và cái của tôi, chủ thể và đối tượng, chủ thể thành tâm và ý, và đối tượng trở thành thế giới và ngoại cảnh. Do vậy theo các nhà duy thức thì niết bàn nghĩa là sự đoạn trừ của tâm, không còn bị phân làm hai. Sự chứng ngộ của thức, sự chứng ngộ chỉ có thức mà thôi, và thế giới bên ngoài chỉ là sự tưởng tượng của thức. Chúng tôi vừa nói xong thì theo duy thức thì tất cả là đều do tâm và thức. Và ở đây không có cái gì mà cần phải nỗ lực. Chừng nào những cái ảo ảnh của tâm thức nó dừng lại thì chừng đó niết bàn nó có mặt. Lăng Già thì chủ trương rằng, khi vừa là chúng ta nói duy thức, Lăng Già chủ trương rằng niết bàn tức là sự đoạn trừ thức tưởng tượng, nguồn gốc của bảy thức. Niết bàn là sự biến đổi của thức tâm. Niết bàn không những là sự không những sự phân biệt tâm lý về sự hiện hữu hay không hiện hữu, về vô thường hay không vô, là vô thường hay là thường hằng. Niết bàn không vĩnh cửu vì không có những đặc tính phát sinh đặc biệt, và không phải vĩnh cửu vì các bậc thánh chứng được niết bàn. Niết bàn không giống tử vong, không giống hoài diệt. Ở đây nỗ lực của Lăng Già đó là muốn giải thích rằng niết bàn không phải hư vô, niết bàn không có giống như cái mà tâm thức chúng ta nghĩ đến niết bàn là cái chết hay cái sự đoạn diệt. Bởi vì ta nói ai giờ là niết bàn, thu giờ là niết bàn, và Lăng Già cố gắng làm thế nào, cố gắng để giải thích niết bàn là một cái gì tích cực. Niết bàn nó không phải là không thành một cái thế giới của đoạn diệt, của hư vô, mà niết bàn theo Lăng Già đó là đoạn trừ mọi cái sự tưởng tượng, hay là đoạn trừ bảy cái nguồn gốc của thức. Trong cái duy thức ta có tám cái thức, phải không nào? Và chỉ theo cái Lăng Già, và quý thầy cô biết là Lăng Già cũng là một trong những cái bộ mà nói về tâm, và nó cũng là cái bộ có thể nó liên hệ, nó quan trọng trong cái hệ thống của duy thức. Và ở đây cái Lại Gia thức là cực kỳ quan trọng.
và là gia thức, mà nó tình là niết bàn, mà nó nhiệm là luân hồi. Cho nên làm thế nào để cho bảy cái thức tiền ngũ thức, ý thức và mạng na thức nó không còn hoạt động thì lúc đó là niết bàn nó hiện hữu. Nhưng mà nó không phải là hư vô, nó không phải là đoạn diệt, mà nó là một cái thế giới mà không dùng ngôn ngữ để diễn tả được cái niết bàn của đại thừa như vậy. Và ở đây chúng ta đi đến một số kết luận. Như vậy là tôi đã phân tích cái hệ thống niết bàn qua của Nguyên Thủy, của Bộ Phái và của Đại Thừa. Và bây giờ đây là kết luận chung của ba cái hệ tư tưởng về niết bàn. Và lưu ý là quý thầy cô, khi mà nếu như chúng ta bắt gặp một cái câu hỏi niết bàn là gì thì quý thầy cô lưu ý cho tôi, nó cần cả một cái hệ thống này. Cả thời kỳ Nguyên Thủy, thời kỳ Bộ Phái và thời kỳ Niết Bàn. Và cuối cùng cho tôi một kết luận chung về cái khác và cái giống nhau giữa ba cái này. Và đây là kết luận chung của quan điểm triết lý qua Bộ Phái, qua Nguyên Thủy, qua Bộ Phái và qua Đại Thừa. Thứ nhất, Niết Bàn là bất khả tư nghi, vô vi, bất sanh, bất diệt, bất biến. Như vậy câu này để nói rằng Niết Bàn của siêu hình là không thể bình luận, không thể ngôn ngữ mà diễn đạt được. Nó là vượt ngôn ngữ. Thứ hai, cái điểm mà rút ra thứ hai từ những lục luận kia, Niết Bàn không phải là sự không hiện hữu của tất cả. Nói khác đi, hiện Niết Bàn không phải là hư vô. Niết Bàn không phải là hư vô. Cái kết luận thứ ba, Niết Bàn là một, giống nhau đối với chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa là Niết Bàn trong ba thời của Đức Phật giống nhau, và Niết Bàn chỉ còn một. Mạc-ga là con đường đưa đến Niết Bàn. Cá thể chấm dứt trong Niết Bàn. Cá thể ở đây là gì? Cái Atta, cái bản ngã, cái tôi, nó không tồn tại, không có cái gì tồn tại trong Niết Bàn cả. Và giải thoát khỏi các phiền não như là một đặc tính của Niết Bàn. Một đặc tính của Niết Bàn là giải thoát các phiền não. Mà giải thoát ở đây chúng ta cũng sẽ lưu ý lại một chút, giải thoát không phải là chặt bỏ, giải thoát là cởi buông bỏ. Và Niết Bàn của Đức Phật theo cái nghiên cứu từ trại đến giờ, chúng ta không thấy có sự khai sát giữa Niết Bàn Đức Phật và Niết Bàn của A-la-hán. Đó là cái Niết Bàn của cái điểm thứ 5 trong cái tư tưởng của Đại Thừa mà chúng ta đã bàn với nhau. Bây giờ chúng ta đi vào cái điểm đặc điểm thứ, bây giờ chúng ta đang là thảo luận về những cái đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa. Và chúng ta đã nói với nhau 5 đặc điểm. Bây giờ chúng ta đi vào đặc điểm thứ 6. Đại Thừa về mặt căn bản, đây là đặc thù này. Đại Thừa về mặt căn bản là muốn thích nghi với thời đại. Muốn cho cái giáo lý của Đức Phật, muốn cái giáo lý căn bản là thích nghi với thời đại, cho nên nó phải có những cái vận động, vận động để thích nghi với thời đại. Đó là đặc điểm. Nhưng Đại Thừa đồng thời cũng mang tính, cũng mang cái đặc tính thích ứng với thời đại, muốn thích nghi với thời đại và mang cái đặc điểm thích ứng với thời đại. Nói là nào khác đi, Đại Thừa mang tính thời đại, vì chuyển hóa để thích nghi với thời đại, cho nên từ nó là thừa đặc, từ nó là mang tính thời đại. Phật giáo Nguyên Thủy thời Đức Phật thì rất là liên quan đến cuộc sống, đến thời đại. Nhưng qua đến Phật giáo của Bộ Phái thì Phật giáo chuyên chủ vào vấn đề phân tích, vấn đề nghiên cứu, vấn đề tìm tòi và
cái mối liên hệ giữa Phật giáo và thời đại nó trở nên khô cứng. Và ở đây quý thầy cô biết rằng là, nhắc lại một chút, là Phật giáo của bộ phái người ta chú trọng đến xuất gia. Và khi chú trọng đến xuất gia thì người ta chỉ chú trọng đến cảnh giới siêu hình giải thoát. Và cái giáo lý Đức Phật người ta quan niệm là chỉ cho xuất gia. Vì vậy đối với cái thế giới đương thời người ta bỏ quên, nghĩa là không thích ứng với những chuyển động của thời đại. Và vì vậy cho nên mới Phật giáo một cái chuyển hóa mới, Phật giáo Đại Thừa ra đời theo một cái tinh thần nào đó, một cái nghĩa nào đó. Thì Phật giáo Đại Thừa nó phản ứng, nó là một cái động thái phản ứng lại cái tính tiêu cực của đạo Phật. Và vì các vị thấy rằng cái cách như thế là đang làm cho Phật giáo nó khô cứng, làm cho Phật giáo nó tách rời về xã hội, cho nên là đã khởi xướng lên phong trào, một cái phong trào tư duy mới, một cái phong trào gọi là gì, học Phật mới. Và cái đó chúng ta gọi là Đại Thừa. Và chỉ làm gì? Để mà tiếp xúc với thời đại, để mà đáp ứng với nhu cầu của thời đại. Ở đây tôi qua cái này tôi lại có một cái suy nghĩ. Cái này là tinh thần tất yếu, nó cực kỳ quan trọng về mặt tiếp cận với xã hội. Nhưng mà nó cũng có một cái nhược điểm. Thường mà phóng khoáng quá đó thì nó sẽ gì? Nó sẽ mất đi cái đặc điểm đặc thù. Là nếu mình quá gọi là gì? Hòa đồng thì dễ bị hòa tan. Và cái tinh thần của ngoại đạo nó dễ đi vào, nó dễ lén lại vào trong cái giáo lý Phật giáo. Và quý thầy cô thấy các nhà mà xã hội học á, người ta nói rằng cái tổ chức của Đại Thừa mình lỏng lẻo và dễ bị lợi dụng. Trong lúc tổ chức của Nguyên Thủy á, họ rất là của bộ phái, họ rất kín đáo, vì vậy là rất khó mà tấn công họ. Và đây là cái mà rõ ràng nó mang tính xã hội, mang tính lịch sử, đúng không? Và quý thầy cô biết trong kinh Nguyên Thủy, mặc dầu nó là kinh Nguyên Thủy nhưng mà ở đó nó cũng có những sự xen kẽ. Trong một cái giai đoạn nó bị xen kẽ chẳng phải không? Có những cái đoạn trong kinh người ta vẫn nghi ngờ cái đó không phải Phật dạy. Và có những cái câu kinh mà người ta nghĩ là bởi ngoài đàn đưa vào, cái đó Nguyên Thủy cũng có. Nhưng mà trong Đại Thừa chúng ta thì cái phần này nó nặng hơn. Ví dụ như ngày hôm nay tại cái xã hội mình thôi, về vấn đề gọi là kinh điển, quý thầy cô biết rằng ra đó cái kệ sách, quý thầy cô cũng biết cái kinh nào là kinh Phật giáo, sách nào là sách mà có thể đọc được, sách nào là sách có giá trị, quý thầy cô biết. Đôi khi mà trong cái tủ sách của Phật giáo chúng ta nhìn vô là toàn những cái chuyện mà đọc vô là thấy ngạc nhiên vô chưa thôi. Đọc vô là thấy phải nói là ngạc nhiên chưa. Đọc vô là thấy ngạc. Tôi nói thiệt, ngạc nhiên chưa. Bởi vì những tư tưởng nó không tìm thấy trong đạo Phật, và nó rất là nhiều chỗ. Và cái này tôi muốn nói với quý thầy cô là trong cái tinh thần này á, nó có một cái nét rất là đặc biệt là gì? Nó có thể là thích nghi với cái xã hội, nó đáp ứng được nhu cầu, nhưng mà qua đó cũng dễ bị hòa tan với những cái đó, nó dễ bị hòa đồng với những cái đó, cuối cùng cái bản chất. Và ở đây tôi nói từ cái mặt triết học, triết lý cho đến cái mặt thực tế. Ví dụ như cái cuộc sống mà tu sĩ ngày nay của chúng ta cũng bị hòa đồng, đánh đồng, và đôi khi mất đi cái chất liệu của mình đi. Ví dụ như quý thầy cô biết là bây giờ quý thầy cô ăn mặc như thế này đi học rất ư là cái gì đó là Việt Nam, nhưng mà đi Trung Quốc đồ khoảng 3 tháng về là đồ này thay liền, dép này thay liền, phải không?
Tôi nói về quý thầy cô, đôi khi cái đó là cái nhìn nó đơn giản, nhưng mà tự nhiên nó mất đi cái việc nam tính của mình, mất đi cái đặc thù văn hóa của mình. Mà đặc thù văn hóa khi mất là bởi vì gì? Cái lý tưởng sống nó thay đổi. Tôi nói trước để sau này mà ai mà đi Trung Quốc hay ai mà đi đâu về thì nhớ rằng là bộ đồ này bộ đồ Việt Nam nghe. Chữ trinh còn một chút này, hãy cầm cho vững từng giấy cho ta, được không nào? Tôi nói cái tinh thần của đại thơ, vì vậy nó cái đại thơ có cái đặc thù rất đặc biệt, nhưng mà chúng ta phải có những cẩn trọng. Thì dù thôi nói không, đấy là mình nói thiệt, mình nói từ mình nói cái chuyện từ cái bình diện triết học đến cái bình diện cuộc sống, nhưng nó không có cách nào đâu. Có nhiều người họ xong thầy vô Sài Gòn, thầy từ lúc thầy 10 tuổi, 91 tuổi, thầy vô Đà Lạt mà sao thầy cứ nói tiếng Huế. Tôi nói chữ trinh còn được chút đó mà bỏ đi uổng. Vì nhờ như vậy mà người ta biết quê hương người Huế. Cho vào đây thì tôi có thể nói tiếng Bắc được. Cậu đi đâu thế? Nhưng mà không, tôi vẫn cứ nói tiếng Huế. Mà đôi khi trong những buổi giảng tôi tiếng Huế khiến những người khác họ khó nghe. Nhưng mà họ nếu như họ muốn nghe thì họ phải cố gắng nghe. Vì tôi là người Huế. Quý thầy có biết những cái từ, những cái đó nó làm từ những cái tư duy mà lệch lạc đó, nó làm cho cái lý tưởng sống chúng ta nó lệch lạc và nó biểu hiện qua cuộc sống chúng ta. Và đôi khi mình phải biết tự ái chứ. Đôi khi mình biết là cái tinh thần đại thừa dĩ nhiên là đặc thù. Tôi từ cái mặt cái bình diện triết lý tôi đi vào cuộc sống đây nè. Ví dụ như bây giờ quý thầy cô biết đang có một cái hiện tượng trong Phật giáo Việt Nam, chùa về kiến trúc, kiến trúc Việt Nam. Tôi có một lần tôi hội thảo với các nhà sử học Việt Nam viết về Phật giáo Việt Nam. Hồi đó tôi làm phó tổng thư ký, tôi đi với phó viện trưởng đi. Và hôm đó là việc kể kiến trúc Phật giáo Việt Nam, về cái Phật giáo Việt Nam, tư tưởng Phật giáo Việt Nam. Vô nói thao thao bất tuyệt đời Trần, nói cứ lui tới cũng là tư tưởng đời Trần, rồi đánh này đánh nọ. Tôi đọc đâu tôi thấy. Hôm đó cho tôi đi với cái mời ông Hồi giáo sư Minh Chi, là em ruột của Đại Lão Hòa Thượng Minh Châu, mà là một học giả lớn. Mà tôi là lúc đó cụ làm phó viện trưởng, tôi làm phó tổng thư ký. Cụ đi hôm đó, cụ đi họp, cụ kêu tôi đi. Tôi xuống đi với cụ. Sau khi phát biểu xong rồi, cụ sẽ qua câu hỏi: thầy Vương Trí, thầy có gì nói không? Dạ có cho thầy, xuống họp đây phải nói chứ. Mà thầy nói được em nói sao? Thầy nói đi, thầy muốn nói gì thầy nói. Để sau đó thầy nói cái gì thầy chưa nói em nói. Ông vô ông phát biểu xong, ông phát biểu những ý rất hay. Cuối cùng hỏi, bây giờ ông nói xong, ông nói bây giờ thằng Tòa Viên Trí, thầy Viên Trí, Đại Đức Viên Trí, Phó Tổng Thư Ký, ông cũng có ý kiến trong cái cuộc hội thảo. Vì quý thầy là nằm trong cái ban chỉ đạo. Thầy nói từ sáng giờ những cái điều mà tôi nghe, các cụ, tôi là học giả lớn lắm, già tóc bạc trong học giả lớn. Mình thì về sự Phật giáo Việt Nam mà tôi là yêu, mà tôi không chuyên. Nhưng mà tôi còn nói thế này, những chuyện đó thì tôi không kháng dự. Tôi không, tuy nhiên tôi nghe nhiều và tôi cũng biết những đặc thù và phải nói là ca ngợi. Tuy nhiên ở đây tôi muốn hỏi lại các nhà sử học Việt Nam một chút, sử học Phật giáo Việt Nam. Kiến trúc Phật giáo Việt Nam đặc thù của nó là gì? Đặc thù về cái nghệ thuật tường tâm của Phật giáo Việt Nam là gì? Đi tìm thử xem trong cái Phật giáo Việt Nam có cái tường Phật nào gọi là tường Phật Việt Nam cho chúng tôi thấy. Đã định hình được cái đó chưa? Và chùa chiền kiến trúc của Phật giáo Việt Nam, cái mẫu kiến trúc mang tính đặc thù Phật giáo Việt Nam là gì? Thảo nào? Bây giờ quý thầy cô biết cái chùa bây giờ xây là kiểu gọi là, tôi nói kiến trúc Liên Hợp Quốc. Quý thầy cô biết kiến trúc Liên Hợp Quốc không? Bên này Nhật, bên này Hàn, bên này Trung Quốc, bên này là Mỹ, bên này Tàu. Nhìn vô một cái là, ui trông quá đẹp. Biết cái chỗ nào không có cả. Nói lên một cái điều mà nó mình thiếu cái bản sắc. Thiếu bản sắc là bởi vì sao? Mình thiếu triết lý, thiếu lý tưởng sống. Còn lần tôi ở chùa Việt Nam, ở tại Ấn Độ, lúc đó tôi trình cái luận án thạc sĩ xong, và tôi được nghỉ được một tháng. Trong thời gian chờ cái admission cho tiến sĩ, tôi về Bồ Đề Đạo Tràng, tôi tu một tháng liên tục, từ sáng ra 4-5 giờ sáng ra nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi chỗ Đức Phật, rồi về trưa về xong chiều ra, tối về, cứ ra đó ngồi niệm Phật, xong rồi ngồi thiền, ngồi niệm Phật, ngồi thiền suốt. Mà quý thầy cô biết ngồi đó nó linh thiêng lắm, người mình không mệt, lạ lùng lắm. Quý thầy cô cứ đi coi,
Cho nên trong kinh Trường Bộ nói là ai đến đó mà tâm hoan hỷ, an lạc như lắm. Mà quý thầy cô, tôi nói quý thầy cô không cảm nhận được đâu. Đi đi mà biết. Chỗ này là Niết Bàn đấy, không có nói nổi. Nói không được, cảm nhận. Khi tôi đến đó thì cái chùa Việt Nam là cách cái Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ Đức Phật nhập thành đạo á, là khoảng 6 cái số. Thằng một thằng Mỹ nó đến, nó vô nó gõ cửa, nó vô nó gọi bấm chuông ở chùa Việt Nam, nó vô nó hỏi Where is Vietnamese temple? Chùa Việt Nam ở đâu? Nó đứng ngay cái đất chùa Việt Nam, nó gặp một ông thầy tu Việt Nam mà nó hỏi Where is Vietnamese temple? Trong lúc nó đứng 500 mét, nó cách nó thấy nó biết đó là chùa, đó là gì? Chinese temple. Nó đứng khoảng 500 mét, nó nhìn nó thấy là Japanese temple. Nó nhìn nó đứng được khoảng là một vài 300 mét, nó nhìn nó biết đó là gì? Korea temple. Nó biết cái chùa này chùa Campuchia, chùa này chùa Sikkim, mà nó đứng ngay cái chùa Việt Nam, nó hỏi Where is Vietnamese temple? Tôi bực, tôi nói hía. Nhưng mà từ chỗ đó tôi là cảm thấy xót xa, bởi vì sao? Mình về kiến trúc định hình văn hóa mình chưa có, hả không? Cho nên trong cái dễ dãi của mình về cái gọi là để thích nghi với thời đại, không khéo nó sẽ dễ bị mất đi cái bản sắc. Và đây là một trong những cái ưu việt của Đại Thừa, nhưng mà cũng là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải suy tư khi mà chúng ta gọi là để thích nghi với thời đại. Thầy cứ xây thoải mái, thầy xây Liên Hợp Quốc tôi cũng đồng ý, không? Nhưng mà tôi nói với quý thầy cô, đó là, đây là những cái mà quý thầy cô biết về mặt định hình, về mặt triết lý, là định triết, bởi vì triết lý sống của có thì nó mới có cái riêng, cái bản sắc riêng. Mà tôi hay nói với quý thầy cô á, tôi nói thế này nè, tụi Mỹ nó tới Việt Nam, nó không bao giờ nó tới có cái tháp Sài Gòn cao 45 tầng. Nó không bao giờ đi ca người những cái nhà tòa chọc trời, nhưng mà ra ngồi Hội An nó có bác cái chùa, bác cái nhà lẹp xẹp. Mà thằng nào tới cũng tới Hội An cả. Vì sao? Vì đó là bản sắc Việt Nam. Tôi không nói cổ hay trứng hay kim gì cả, tôi nói đó là có cái hồn Việt Nam. Thành ra cái hồn này nhớ má giữ, cái tinh thần của Phật giáo nhớ má giữ cái hồn à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên giáo thọ sư cùng quý thầy cô. Thì nghe cái đề tài cũng như cái bài giảng của thầy, thứ nhất một tăng sinh con rất là cảm ơn những cái kiến thức thầy đã truyền trao xuống con, nó rất là chân thật và nó sâu sắc. Và cái ý của thầy là ngôi chùa Việt Nam thì cũng theo ý con này, con cũng hoàn toàn tán thành cái ý của thầy. Mà con chỉ có một cái góp ý một xíu thôi, đó là nếu mà đi vào cái kiến trúc Phật giáo thì mình nên cho nó rõ ràng, thì mình sẽ vừa hoạt động được và chúng vừa bảo tồn. Có nghĩa là mình nên đi vào Phật giáo kiến trúc bảo tồn và phát triển ở hai mặt rõ ràng. Thì bảo tồn thế như là ở Huế, ở những cái khu mà cổ đó, thì người ta vẫn đến, người ta vẫn chiêm ngưỡng, người ta vẫn biết được cái kiến trúc của Việt Nam như thế. Nhưng mà khi mà đi vào phát triển thì phải có những cái mà đổi mới. Thí dụ như sư phụ con chẳng hạn, cũng là một ngôi chùa thế, nhưng mà nó lại mang chất như thầy nói là Liên Hợp Quốc, nhưng nó lại mang chất là hoạt động phát triển. Thì như thế thì nó sẽ rõ ràng hơn, nó sẽ không có mang chất là mình phê phán nhau. A Di Đà Phật. Tôi không hề nhìn vào ngôi chùa nào tôi nói cả. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói cái này. Để tôi vừa rồi tôi đi ăn, mà tuần cùng vài hai ba hôm nữa tôi sẽ đi ăn lại. Cuối tháng tôi sẽ đi ăn tiệc. Quý thầy có biết qua bên nước Anh là một nước văn minh hiện đại, một trong những nước mạnh nhất của châu Âu. Nhưng mà quý thầy có vào trong London, quý thầy có nhìn bên ngoài của nó đó, nó cổ kính, nó nghèo nàn, mà cái gì nó cổ lộ sĩ. Quý thầy cô vô trong London á, tất cả những kiến trúc xưa của anh á, mà nhìn ngoài á, quý thầy cô biết rằng ở ngoài thấy không có thay đổi gì hết. Nhưng mà quý thầy vô vào trong á, nó hiện đại khủng khiếp. Nhưng mà nhìn vô bên ngoài thấy là London, nó là Big Ben, nó là những cái gì mà của nó. Cho nên nó vẫn phát triển, nhưng mà nó vẫn giữ cái bản sắc của nó.
Ở đây tôi không hề nói rằng là chúng ta không được phát triển, vì Phật giáo là một sự kế thừa và phát triển, mà không hề có cái chữ gọi là gì, nó mang cái vô ngã mà, vô ngã tịnh. Nhưng mà ở cái bậc thế gian thì chúng ta cần có định hình. Tôi muốn nói ở đây cái chỗ là cái, tôi sợ đôi khi mình quá đại thừa đến mức mất đi cái của mình, mất đi cái bản sắc của mình, phải không nào? Ví dụ như tôi nói là mình đứng ngay cái chùa Việt Nam là hỏi Where is Vietnamese Temple, tôi bực và tôi kêu Việt Nam đây đi hỏi gì nữa. Nhưng mà khi nói như thế để nói rằng là khi nó nhìn nó nóng thấy cái định tư định hình, vì cái chùa đó đúng là không có hề có mang màu sắc. Ví dụ bây giờ quý thầy cô biết cái kiến trúc của Việt Nam mình ở đâu, chúng ta vẫn chưa định ra được cái đó. Và bây giờ Ban Văn hóa Trung ương chúng ta cũng đang làm một cái việc mà quý thầy cô cũng biết, đó là làm thế nào để đi tìm ra một cái mẫu y hầu bình bác dép mụ để cho tăng ni toàn quốc mặc cho nó mang cái tính Việt Nam. Và đang hồi thảo màu nào này, bây giờ quý thầy cô biết là tôi màu, cô niên màu, cô niên màu, cô niên màu. Nhưng mà bên Phật giáo Nam Tông không hề, nhìn vào là biết Tây Tạng, nhìn vào là biết là Campuchia, nhìn vào nó biết Thái Lan, nhìn vào biết Nam Tông. Còn mình vô nó hỏi mình đây cái đội lĩnh gì vậy? Cho nên quý thầy có biết cái này là cái mà những người làm văn hóa, những người làm tư tưởng đang trăn trở để làm thế nào định hình lại. Ví dụ như vài hôm nữa quý thầy cô sẽ thấy tôi không mặc áo này lên trường nữa, tôi sẽ không mặc áo này vào giảng dạy quý cô, và từ đây có một thời gian ngắn, bởi vì tôi đã được chỉ đạo là cái này không sử dụng trong nhà trường với vai giáo thọ, mà phải mặc cái áo dưới rửa đây đó. Cho nên tôi bây giờ tôi phải lo đi may đồ nữa đó. Mà đó là gì? Đó là cái yêu cầu của các vị lãnh đạo giáo hội và các vị thấy không, tôi nói với quý thầy cũng là chơi đâu, vài hôm nữa quý thầy cô sẽ thấy tôi may rồi đấy, mà chưa giặt nên tôi chưa mặc. Mô Phật bạch giáo tôi thì con cũng mặc cái áo của sư phụ con may, nhưng mà khi đi chụp ảnh làm thẻ thì người ta không chấp nhận, người ta bảo cái áo như cái lục Nhật Bình này thì sẽ không có hợp trong cái mình làm cái thẻ đây mà số hạ. Ai dạ hôm con đi cũng mẹ thầy giả hối hả? Dạ. Thì đó, vì vậy cho nên tôi phải đi may cái áo như thế đó. Dạ Mô Phật. Tôi bây giờ là tôi là thiệt quý thầy, tôi mấy hoa thường chị đào nói thôi thường tỏ viên trí ấy lớn rồi đi dạy mặc cái áo tràng cho nó cái mẫu đà cho nó hòa đồng với nhau. Bữa nay mình hòa được hồi quý hoa thường bị dạy là tăng thì mặc áo tràng bà, ni thì mặc áo Nhật Lam, để làm gì? Để nhân hòa đó nó mang cái tính thống nhất. Và đây là cái gì? Đây không phải chỉ là cái mang tính nhận thức, mà đây là những cái trăn trở, đấy là những cái nỗ lực để làm có cái tính đấy đặc thù và không để thích ứng đến mức là mất mình. Cái đặc thù của đại thừa là cái yêu cầu tất yếu, và đó là cái để sống con của Phật giáo. Nhưng mà luôn luôn phải giữ cái gì đó còn nguyên của mình. Tóm lại ở đây tất cả đều là tư tưởng gợi mở thôi nghe, không có cái chuyện là áp đặt ở đây. Học về tôi là gợi mở, với quý thầy cô muốn thì cứ tranh luận, ok. Tới tôi là không có cái chuyện áp đặt, và tư tưởng của tôi chịu trách nhiệm. Những tư tưởng nào của tôi nói của tôi, những cái gì cả học giả tôi nói cả học giả, mà cái gì mà tôi gửi mở tôi nói tôi gửi mở, để quý thầy cô biết rằng là mình có một cách tư duy nó rất là phóng khoáng. Trong đạo Phật không có cái là bắt buộc gò ép ha, nhưng mà ở đây chúng tôi chỉ cân nhắc như thế để là những cái hiện tượng từ cái mặt triết lý bình luận, cái bình diện triết lý tôi nói qua cái bình diện của cuộc sống, để chúng ta thấy nó có cái sự nối kết với nhau. Bây giờ ở đây là kết luận của một học giả nghiên cứu về ba cái thời kỳ Phật giáo. Thứ nhất, về Phật giáo bộ phái mà ta gọi là mà tiểu thừa mang cái tính tiêu cực, cái nhìn này là nhìn của phần lớn. Đại thừa mang tính tích cực. Nói như thế là trong một mức độ thôi nghe, chứ không phải là bộ phải là hoàn toàn tiêu cực đâu. Bộ phải có những cái đóng góp rất lớn. Ví dụ như cái hệ triết học mà về Abhidhamma là của, phải nói sản phẩm của bộ phải Phật giáo. Rất nhiều bộ phẩm ra đời. Thứ hai, các vị tiểu thừa bộ phải do khuynh hướng tự do cá nhân, đại thừa thì nhắm đến cái sinh phấn phùng sự, cho nên nó mang tính quần chúng. Tiểu thừa lấy việc giải thoát cá nhân làm mục tiêu, đại thừa lấy việc cứu tế xã hội
làm chuẩn đích để. Cho nên phùng sự chúng sanh lá cũng dương chư Phật. Đó là câu của đấy đại thừa đó, chuẩn đích. Nên về câu này là chúng ta là phải nhớ là nó bắt nguồn từ những cái này. Ví dụ thừa chủ trương ẩn dật, đại thừa chủ trương thông tục. Các vị mà bộ phái tiểu thừa thì thường họ chủ trương là gì? Ẩn tu và chủ trương xuất thế, cho nên có cái chủ nghĩa xuất gia và nó không có quan tâm đến thời đại, thời xã hội. Trong lúc đó các vị đại thừa nó quan tâm đến những cái chuyển biến của xã hội. Ví dụ như là bây giờ là mình là đại thừa khủng khiếp lắm, mình đại thừa khủng khiếp làm mọi chuyện trong cuộc đời, là mọi giờ trước giờ sau mình biết, phục trước phục sau mình biết, và lập tức có những cái việc làm là rất là cứu, rất là đại thừa. Và tôi nói như thế quý thầy cô biết thông minh ngang đó được rồi. Đặc sắc của đại thừa là tự chủ, đặc sắc của tiểu thừa là tha, dựa vào cái tha nhân gọi là tha luật. Đại thừa thiên trọng về tinh thần, tiểu thừa thiên trọng về hình thức. Cái đấy là những cái kết luận mà quá trình người ta nghiên cứu. Đại thừa có tính sáng tạo, tiểu thừa có tính truyền thống bảo thủ. Và cái tinh thần này là tinh thần rất đặc biệt. Tinh thần này là tinh thần tôi nghĩ là cũng cần thiết cho mình giữ được cái bản sắc, giữ được cái tổ chức. Cái kinh của Nguyên Thủy là họ kỹ cẩn thận. Và đại thừa mang cái tính cách thế gian, tiểu thừa xuất thế gian. Khi mà nói đại thừa mang tính cách thế gian thì quý thầy cô biết là nó là Phật giáo nhập thế. Vì vậy tôi vẫn nhắc lại, nếu như ai nói cái Phật giáo đời trần là Phật giáo nhập thế, còn Phật giáo các đời không nhập thế thì chúng ta cần phải soi lại nha. Phật giáo bây giờ nhập thế khủng khiếp lắm, và chúng ta làm những cái việc mà đôi khi mà chúng ta không tách khỏi thế nữa, chứ đừng nói nhập nữa, trở thành thế luôn, cái này mới cái nguy hiểm nữa nha. Đó, cho nên cẩn thận. Nhập thì quá nhập rồi đó, nhưng mà đều đừng có để mà gì trở thành thế luôn là kẹt thật. Và ở đại thừa có mang tổng, mang tính tổng hợp và huyền bí. Đại tà tiểu thừa thì mang cái tính phân tích. Những câu này là quý thầy cô đọc hiểu, đại thừa hoạt động, tiểu thừa là phi hoạt động. Đại thừa mang tính dân chủ, dân chủ, mà tiểu thừa mang tính quan liêu, bảo thủ. Tuy nhiên cái câu mà kết ở trong này mà chúng tôi lưu ý quý thầy cô, đó là đại thừa nếu lên, xưa nay mình có một cái ngộ nhận, đó là kinh Nguyên Thủy và kinh đại thừa mình là nó có khoảng cách quá lớn. Nhưng mà ở đây quá quá trình nghiên cứu, chúng ta thấy rằng đại thừa có cái khuynh hướng trở về với tinh thần Đức Phật, và trên khuynh hướng đó là đại thừa mang cái tính kế thừa của Phật giáo Nguyên Thủy. Vì vậy người ta kết luận là đại thừa gần với Phật ý hơn là Nguyên Thủy Phật, là tiểu thừa Phật giáo. Đó là đặc điểm của Phật giáo đại thừa. Vậy trong này có mấy điểm chúng ta cần lưu ý. Quý thầy cô còn học tới 2 tuần nữa là quý thầy cô thi rồi, đúng không? Dạ không đâu, tôi sẽ dạy quý thầy cô 2 tuần. Kỳ vừa rồi quý thầy cô biết là tôi thiếu quý thầy cô 8 tiết, và kỳ này tôi sẽ trả 4 tiết. Cho nên quý thầy cô nóng học thì mặc quý thầy cô, muốn nghỉ cứ nghỉ, bởi vì không điểm danh. Còn tôi dạy quý thầy cô tuần tới, mà trong tuần tới nếu có thời gian thì tôi sẽ dạy thêm 1 buổi, mà không có thời gian thì tuần sau đó tôi sẽ dạy 1 buổi. Và buổi đó tôi chưa biết tôi dạy cái gì, thấy không? Nhưng mà chúng ta chương trình chúng ta là còn lại là đến 3-4 phần nữa. Thì tuần này, tuần tới và tuần tới nữa chúng ta sẽ học, rồi sau đó quý cô thi. Tôi đâu có biết ngắn dài. Ở đây trong cái phần này có những điều. Thứ nhất là nếu như quý thầy cô ra, nếu như quý thầy cô đụng một cái yêu cầu, đó là hãy phân tích những đặc điểm của Phật giáo đại thừa, thì quý thầy cô làm cái gì?
Đó là một cái câu có thể xuất hiện. Thứ hai, hãy phân tích những khái niệm niết bàn của ba thời kỳ thì quý cơ làm cái gì. Tôi không biết, học lòng đời tôi không biết. Tôi thí dụ như đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa là gì. Kỳ vừa rồi là chúng ta học cái đặc điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, và chúng ta có phân tích qua sơ bộ những cái đặc điểm của Phật giáo Bộ Phái. Thì Bộ Phái chúng ta muốn biết đến Đại Thừa nó liên hệ đến Nguyên Thủy thế nào thì có cái giai đoạn là chuyển tiếp là Bộ Phái, cho nên chúng ta phải tìm Bộ Phái. Và chúng ta sẽ đi vào cái, đó là hai cái điều mà chúng tôi lưu ý quý thầy cô trong cái đoạn này. Và cái phần mà niết bàn, chúng ta nếu như mà quý thầy cô cần thiết phải coi lại, thì đó là coi khái niệm niết bàn là gì. Từ đó qua cái khái niệm niết bàn Nguyên Thủy, khái niệm Phật Đàn, Việt Đàn của Bộ Phái, mà niết khái niệm của niết bàn Bộ Phái là qua những bộ luận tiêu biểu, ví dụ như là Visuddhimagga, là Abhidhammakosa, hoặc là Kathavatthu, vân vân. Và từ đó qua cái khái niệm của Đại Thừa thì đi vào các kinh, đó là Pháp Hoa, biết là gì, Bạc Nhã, vân vân. Và cái chung của nó là gì. Như vậy ở trong này có hai phần lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ hết giờ rồi hả? Chúng ta nghỉ đi, nghỉ 15 phút.